Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì tam đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì? Ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân, còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta để có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân tam đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng. Các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy. Nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi. Đệ thật thông minh.